Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong những thập kỷ gần đây, các dự đoán về tương lai và những lời tiên tri về các sự kiện lớn trên thế giới đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Những lời tiên tri không chỉ làm dấy lên sự tò mò mà còn khơi dậy các cuộc tranh luận về số phận, khả năng con người có thể nhìn trước tương lai, đặc biệt năm 2020 đang được nhắc đến như là một thời điểm quan trọng trong nhiều tiên tri khi các sự kiện lớn có khả năng thay đổi cục diện thế giới liệu năm 2024 có phải là năm mà xã hội bước vào một kỷ nguyên mới với những thách thức và biến động lớn hay chỉ đơn thuần là một dấu mốc trong dòng chảy của lịch sử một trong những câu chuyện nổi bật nhất về dự đoán tương lai đến từ một người đàn ông tự xưng là du hành từ năm 2062 người đã xuất hiện trên các diễn đàn mạng của Nhật Bản và để lại nhiều lời tiên tri gây chấn động trong số đó, tiên tri về một sự kiện lớn vào năm 2024 vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải mã. Liệu lời tiên tri này có chứa đựng một sự thật đáng lo ngại nào hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng và nỗi lo về tương lai của chúng ta chỉ có thể chờ đợi để tìm hiểu người đàn ông này lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn vào tháng 11 năm 2010 và tự xưng là người đến từ năm 2062 với một lời nhắn đơn giản nhưng đầy bí ẩn. Hãy trốn lên núi. Đối với nhiều người đây chỉ là một lời nói đùa Không có căn cứ và không mang ý nghĩa gì Nhưng sau đó vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 Một trận động đất kinh hoàng với cường độ 9 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển Đông Bắc của Nhật Bản Gây ra một cơn sóng thần khủng khiếp càng quét các vùng gian biển Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người Làm hư hại các nhà máy hạt nhân Và để lại những hậu quả nghiêm trọng về môi trường Khi sự kiện động đất và sóng thần ập đến những người đã từng đọc qua lời cảnh báo hãy trốn lên núi của người đàn ông từ năm 2062 bắt đầu chú ý đến anh ta. Một số người thì cho rằng nếu họ đã thật sự nghe theo lời anh ta và di chuyển lên vùng núi cao, có lẽ họ đã tránh được thảm họa. Chính điều này đã khiến cho câu chuyện của người đàn ông trở nên nổi tiếng hơn. Cư dân mạng của Nhật Bản bắt đầu chi lùng lại những bài viết trước đó của anh ta để tìm hiểu thêm về những gì anh ta đã tiên đoán. Sự kiện động đất năm 2011 không phải là lần duy nhất người đàn ông này dự đoán đúng. Sau đó vào tháng 4 năm 2016, anh ta một lần nữa xuất hiện trên diễn đàn và tiếp tục tiên đoán về một trận động đất khác sẽ xảy ra ở Nhật Bản. Anh ta không cho biết rõ về thời gian và địa điểm, nhưng một tháng sau đó, vào ngày 14 tháng 4 năm 2016, một trận động đất tại tỉnh Kumamoto đã làm rung chuyển cả nước Nhật, khiến cho hàng trăm người bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy. Một lần nữa dự đoán của anh ta lại trở thành sự thật. Sự trùng hợp đáng kinh ngạc này đã làm cho nhiều người tin rằng người đàn ông này có khả năng dự đoán tương lai. Một số nhà phân tích thì cho rằng có lẽ anh ta chỉ đơn giản là một nhà nghiên cứu về địa chất, có khả năng nắm bắt được các dấu hiệu về sự dịch chuyển của các tầng địa chất và dự đoán trước được các trận động đất. Nhưng với sự chính xác về thời gian và địa điểm, cộng với những lời tiên tri mơ hồ nhưng có tính chất hướng dẫn cụ thể như trốn lên núi, câu chuyện của anh ta trở nên khó lý giải. Theo một cách thông thường, sau trận động đất Kumamoto, người đàn ông lại tiếp tục biến mất khỏi diễn đàn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Những người liên quan quan tâm đến anh ta không ngừng tìm kiếm thông tin về những lần xuất hiện trước đó và các dự đoán tương lai của anh ta. Điều kỳ lạ là trong những bài viết của mình, người đàn ông không đề cập đến các sự kiện thiên tai mà còn đưa ra nhiều dự đoán về tương lai của Nhật Bản và thế giới. Một trong những lời tiên tri đáng chú ý nhất của anh ta là về tình hình nhập cư ở Nhật Bản. Khi được hỏi liệu Nhật Bản sẽ phải đối mặt với làn sóng nhập cư lớn nào trong tương lai thì người đàn ông này đã trả lời một cách ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý rằng sẽ không có làn sóng nhập cư lớn vào Nhật Bản trong tương lai vào năm 2024. Một sự kiện quan trọng sẽ diễn ra và sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc xã hội Nhật Bản. Điều này khiến cho nhiều người lo lắng và tò mò về sự kiện mà anh ta ám chỉ sẽ là gì? Một thảm họa tự nhiên khác, một cuộc khủng hoảng chính trị hay thậm chí là một cuộc chiến tranh Ngoài ra, anh ta còn dự đoán về sự biến đổi trong môi trường và thói quen ăn uống của con người trong tương lai. Một trong những câu trả lời đáng chú ý của anh ta là về câu hỏi liên quan đến loại thực phẩm sẽ không còn ăn được trong tương lai. Người đàn ông đến từ năm 2062 đã trả lời rằng cá và tôm sẽ không còn an toàn để tiêu thụ vào thời điểm đó. Điều này ban đầu gây ra nhiều tranh cãi và hoài nghi vì cá và tôm là hai loại hải sản quan trọng trong ẩm thực của Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản bắt đầu xả thải nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vào năm 2023, nhiều người đã liên kết lời tiên tri của anh ta với thực tế đang xảy ra nước biển bị ô nhiễm có thể khiến cho nguồn hải sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng và việc tiêu thụ chúng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Không chỉ dự đoán về môi trường và thảm họa, người đàn ông đến từ năm 2062 còn cho biết về những tiến bộ công nghệ và sự phát triển của các ngành công nghiệp tương lai anh ta nhắc đến một loại thực phẩm mà con người sẽ sử dụng trong tương lai, gọi là thực phẩm vũ trụ, được sản xuất từ các nguồn tài nguyên ngoài hành tinh. Điều này cho thấy vào năm 2062, công nghệ đã phát triển dược bạc cho phép con người không chỉ khám phá vũ trụ, mà còn khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên từ không gian để phục vụ cho nhu cầu sống hàng ngày. Ngoài những dự đoán về tương lai của Nhật Bản, người đàn ông này còn đưa ra những nhận định về tình hình thế giới. Anh ta cho biết rằng sau Thế chiến thứ ba, Ấn Độ sẽ trở thành cường quốc lớn nhất của châu Á, vượt qua cả Trung Quốc và Nhật Bản. Dân số Ấn Độ sẽ tăng dọt lên 5,5 tỷ người, chiếm vị trí hàng đầu trong khu vực. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về việc chiến tranh thứ ba sẽ diễn ra như thế nào và khi nào. Theo người đàn ông, thì cuộc chiến này không phải là một cuộc chiến tranh hạt nhân, mà là một cuộc chiến tranh hóa học và hầu hết các quốc gia ở Bắc Bán Cầu sẽ tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, các quốc gia ở Nam Bán Cầu sẽ ít bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này. Câu chuyện về người đàn ông từ năm 2062 không chỉ dừng lại ở những dự đoán về tương lai mà còn mô tả một thế giới với nhiều tiến bộ vượt bậc về khoa học, công nghệ. Anh ta đã mô tả Tokyo trong tương lai sẽ trở thành một siêu đô thị với các khu vực sinh sống ngầm dưới lòng đất và trên không trung. Người dân Tokyo sẽ sống trong các thành phố ngầm rộng lớn nơi mà mọi tiện nghi đều được đảm bảo, giống như là trên mặt đất. Sự phát triển của thành phố sẽ không chỉ giới hạn ở mặt đất mà còn mở rộng ra không gian với các đô thị bay lơ lửng trên không, nơi con người có thể sinh sống và làm việc. Người đàn ông đến từ năm 2062 cũng đưa ra những tiên tri về sự phát triển của y học trong tương lai. Anh ta cho biết rằng vào thời điểm đó, tất cả các quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh tật sẽ do trí tuệ nhân tạo và robot đảm nhiệm. Con người sẽ không còn trực tiếp tham gia vào quy trình y tế và việc điều trị sẽ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giải quyết được Vấn đề già quá dân số, một trong những thách thức lớn nhất mà Nhật Bản và nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt. Tuy nhiên, sau năm 2016, người đàn ông này đã biến mất khỏi các diễn đàn trực tím và không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với anh ta. Những dự đoán của anh ta về tương lai, đặc biệt là về sự kiện lớn vào năm 2024, vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải thích. Những gì anh ta nói đã khiến cho nhiều người phải suy nghĩ về tương lai của nhân loại, về khả năng thực sự của việc du hành thời gian. Dù cho câu chuyện về người đàn ông đến từ năm 2062 có thật hay không, nó đã tạo ra một làn sóng tranh luận rộng rãi về vấn đề thời gian tiên tri và sự không thể đoán trước của cuộc sống. Điều này đã khiến nhiều người tự hỏi liệu có thể có những người ở một thời điểm nào đó trong tương lai đang theo dõi chúng ta và biết trước những gì sẽ xảy ra. Câu hỏi này sẽ tiếp tục là một bí ẩn, chỉ có thời gian mới có thể giải đáp. Và tiếp theo là tổng hợp tiên tri chấn động cuối năm 2024 và 2025, cảnh báo ngày tận thế đang đến gần. Trong những tháng gần đây, thế giới đang đối mặt với nhiều biến động thiên nhiên và một trong số đó là hiện tượng lũ lụt kinh hoàng từ châu Á đến châu Âu. Nước dâng cao đã nhấn chìm nhiều vùng đất, gây ra thảm họa chưa từng có. Điều đặc biệt khiến sự việc trở nên kỳ lạ hơn là không chỉ một mà có hàng chục nhà tiên tri đã dự đoán chính xác về những sự kiện từ trước. Những mô tả chi tiết và chuẩn xác của họ không chỉ khiến người ta sửng sốt mà còn gỡ lên sự tò mò về tương lai. Vậy thì các nhà tiên tri lớn còn tiên đoán những gì có thể xảy ra trong thời gian tới. Những tháng ngày tiếp theo sẽ chứng kiến những biến động nào đáng sợ, nhà ngoại cảm và dự báo chặn động đất gây chấn động toàn cầu, nhà ngoại cảm tiên tri người Anh ông Baker từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới khi từng dự đoán chính xác nhiều sự kiện quốc tế, bao gồm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 của ông Donald Trump sự bùng phát toàn cầu của dịch bệnh corona, cuộc xung đột Trung Đông, sự kiện cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát và làng dự đoán chính xác về việc cựu Tổng thống Trump bị ám sát khiến ông càng trở nên nổi tiếng hơn. Các phương pháp dự ngôn mà ông Baker thường sử dụng bao gồm túc mệnh thông và mộng tiên tri. Ông có thể đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng nào đó hoặc có những giấc mơ chứa những hình ảnh cụ thể đôi khi là biểu tượng càng được giải mã thêm. Ông Baker đôi khi sử dụng Nadi, một loại chim tinh rất cổ xưa của Ấn Độ để đưa ra dự đoán. Vào tháng 6 năm 2024 khi đưa ra dự ngôn về thế giới, ông Baker cho biết ông đã nhìn thấy một đám mây đen hình nắm khổng lồ ngoài khơ bờ biển của Nhật Bản. Ông Baker còn cho biết khi ông dự đoán về một loại virus mới và cuộc xung đột Trung Đông, ông cũng nhìn thấy những đám mây đen ở khu vực tương ứng. Vì vậy, đám mây đen gần Nhật Bản chắc chắn là dấu hiệu cho thấy một sự kiện lớn không hay nào đó sắp xảy ra. Ông Baker còn dự đoán rằng những đám mây đen gần Nhật Bản báo hiệu về một trận động đất lớn rất có thể sẽ gây ra một vụ phun trào lớn của núi lửa dưới lòng đất. Ông chứng kiến những luồng khí khủng khiếp phóng ra từ lớp phủ bên dưới lớp vỏ của trái đất. Trận động đất lớn này sẽ không chỉ có tác động đến Nhật Bản mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ông Baker cũng nhìn thấy rằng địa chấn này sẽ ảnh hưởng đến Hawaii, bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ và thậm chí cả Mexico. Ông cho rằng có thể nhiều người sẽ lương tưởng đến một trận sóng thần nhưng theo ông đó là sự rung chuyển của khối Thái Bình Dương, đồng thời tác động đến cả hai bờ phía đông và phía tây. Vậy khi nào trận động đất lớn này sẽ xảy ra? Theo như chim tinh học Nadi, khoảng thời gian dự đoán có thể xảy ra trước cuối tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên ông Baker lưu ý rằng ông không thể nhìn thấy ngày tháng cụ thể và nhiều sự kiện không thể xảy ra ngay lập tức mà đòi hỏi một quá trình phát triển dần dần. Do đó thời gian có thể lâu hơn mọi người nghĩ. Nhà tiên tri Nhật Bản và dự báo chặn sóng thần kinh hoàng một dự ngôn khác từ Nhật Bản sử dụng mộng tiên tri khác cũng có những dự đoán tương đồng tác giả Long Thụ Lượng đã từng tiên tri về một trận sóng thần kinh hoàng trong bộ truyện tranh nổi tiếng tương lai mà tôi nhìn thấy bộ truyện tranh này được coi là dự ngôn chuẩn xác và đã gây sốt trên thị trường sách thậm chí có người trả giá lên tới 100.000 yên cho một bản vào năm 2022 Long Thụ Lượng đã sử dụng những gì bà nhìn thấy trong giấc mơ để tạo ra nội dung cho bộ truyện Lúc đầu bộ chuyện không được nhiều người chú ý, nhưng hơn 10 năm sau, nó trở nên nổi tiếng vì những dự đoán dần dần trở thành hiện thực. Chẳng hạn vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất mạnh đã xảy ra tại Thái Bình Dương phía đông bắc Nhật Bản, gây ra sóng thần cao tới 23 mét. Sau trận động đất, mọi người phát hiện rằng trên bìa bộ chuyện tương lai mà tôi nhìn thấy đã có ghi rõ về thảm họa xảy ra vào tháng 3 năm 2011 và trong chuyện cũng mô tả chính xác khung cảnh của trận sóng thần. Long Thụ Lượng còn nhiều lần mơ về những trận sóng thần từ khi bà mới 10 tuổi. Mỗi lần mơ thấy những cơn sóng lớn, bà đều cảm thấy kinh hoàng và rõ ràng như thật. Trong một giấc mơ khác, bà đã thấy mình mặc quần áo ngắn tay vào mùa hè và trận sóng thần xảy ra vào năm 2025. Long Thụ Lượng kể rằng trong giấc mơ bà nhìn thấy đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines, nứt ra và một thứ gì đó phun ra, tạo nên những cơn sóng khổng lồ, lan ra bốn phía các quốc gia quanh Thái Bình Dương sẽ phải hứng chịu trận sóng thần lớn này có cường độ gấp khoảng 3 lần so với trận sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. Những dự báo từ cả ông Baker và Long Thụ Lượng đều chỉ ra rằng thế giới có thể đang đối mặt với những sự kiện tự nhiên khủng khiếp trong tương lai. Không xa và chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho những điều gì có thể xảy ra. Hơn nữa dường như vỏ trái đất sẽ biến đổi do thảm họa này. Trong giấc mơ Long Thụ Lượng nhìn thấy rằng từ Hồng Kông đến Đài Loan và đến tận Philippines đều biến thành trạng thái tiếp giáp nhau. Bây giờ chúng ta kết hợp với hai lời tiên tri của ông Baker và Long Thụ Lượng Thật sự có một loại cảm giác không rét mà rung Hai người này một ở phương Đông và một ở phương Tây Không hề liên quan, không hề quen biết nhau Trong thời điểm hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều dựng ngôn về sự tình tương đồng Vô lượng là về thời gian, nội dung đều cho đến mức độ ảnh hưởng của nó Đều có thể nói là tương đương Và video đến đây cũng đã kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo Nếu thấy hay cho một